mình được một rổ ổi nè, với quýt với lại táo. Xin chào cả nhà, hôm nay mình đi ra vườn hái ít trái cây nữa nha cả nhà. Mời cả nhà đi thu hoạch với mình nha. Đây là cây quýt nhà mình nè cả nhà. Cây quýt này nó rất là lùn luôn á, cao hơn cái đầu mình có chút xíu à, mà cả nhà coi trái nè, quá trời trái luôn. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho cả nhà coi cây quýt của nhà mình nha. Chịu cành luôn á, đã không, quá trời đã luôn. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch đám quýt này nha. Mình để cái mẹt này ở đây đi, rồi bây giờ mình cắt cái đám quýt này đi, cắt nguyên chùm này luôn nè. Cả nhà thấy nè, chùm quýt đẹp ghê chưa. To chứ bộ. Cái quýt này nó không có hột nhưng mà nó rất là dễ bóc luôn và ăn rất là ngọt. Nó tên là Satsuma. Cái giống quýt này hình như là của Nhật hay sao, nó tên Satsuma đó cả nhà. Cho nó vô đây nha. Mình tỉa hơi hơi thôi, tại vì cái cây này là cái cây quýt lùn đó, mình sợ mình tỉa nhiều quá rồi nó sẽ chết đó. Đã ghê đó. Hồi ở Việt Nam á, mình mơ là lúc là mình ở trong thành phố đó, mình mơ là nhà mình có được cái cây quýt, mà sao mình thấy ở khu nhà mình không ai trồng quýt hết á. Qua đây mình thấy chỗ trồng quýt sao mà nó dễ quá trời luôn, quá trời trái luôn. Rớt hết trơn. Mùa này thì vườn nhà mình chỉ còn có quýt nè, ổi nè, với lại mận. Cây mận xanh thì cái mận xanh nó chưa có chín mà tội lắm nha. Mấy bữa trước gió đó cái nó đập cái mận nó nhiều trái quá, cái nó gãy quá trời luôn. Trời, tha hồ ăn. Quýt này ngon lắm á. Trời ơi, cái chùm này nó quá trời trái. Ở bên Mỹ này á, bên Cali này trồng quýt dễ lắm mấy bạn. Trồng nó ra nhiều trái lắm. Nhiều lắm. Nhà mình hiện giờ thì có được hai cây quýt. Một cây quýt này là cây quýt của Nhật, nó tên là Satsuma. Còn một cây quýt thứ hai, thôi để em đây, nó nặng quá. Một cây quýt thứ hai là cây quýt, nó gọi quýt đường ở bên Việt Nam đó. Đây nè, thấy không? Các bạn thấy không, quýt mà nó sai hả, cây quýt bé xíu mà sai tao nó chịu cành luôn. Mình mới mua
Trời ơi, nó mọc từ dưới đất, nó mọc lên nó trời. Mở lên cho các bạn coi nè, trái của nó nè. Trời ơi, cắt từ nãy giờ mà một mẹt rồi mà trái nè. Trái cũng đâu có nhỏ đâu. Cái giống quýt này ăn ngon dữ lắm. Mà mình cũng không biết là bên Việt Nam thì người ta gọi cái giống quýt này là giống quýt gì nữa. Nhưng mà bên đây á, mình thích cái giống quýt này lắm. Quá trời. Mấy cái cành trên đây nó có nắng nhiều nên là nó chín nhanh hơn là mấy cái cành nó ít nắng. Mà mấy cái trồng quýt á, mấy cái mà nó có nắng nó cũng ngọt hơn là mấy cái ít nắng nữa các bạn. Để coi mình bứt đầy cái mẹt này đi. Mùa này hả, quýt nè, hồng nè, là kể như là xả dàn luôn á. À, thôi chắc mình bứt bằng đây là đủ rồi. Giờ mình qua mình bứt mình đi qua mình bứt ổi nha. Được, chắc mẹt quýt này là ăn đủ rồi đấy cả nhà, còn nhiều lắm nhưng mà thôi bứt đủ thôi. Bây giờ mình đi qua mình bứt ổi đi. Nào các bạn nè, coi cây mận nhà mình nè. Bây giờ mình quay cho cả nhà coi nè, nó lớn rồi nhưng mà chưa có ăn được cả nhà. Mấy tuần nữa mới ăn được. Mà mấy bữa nay nó có gió đó, nó đập á, trái cũng bị rụng nữa, gãy cành hết rồi nè. Gãy cành hết trơn luôn, tội nghiệp chưa. Trái không luôn á, nhiều lắm. Thôi bây giờ mình đi qua đây mình hái cái này đi. Đây là cây kem nhà mình nè, cũng sắp ăn được rồi nè. À, khoảng tháng 1 hay tháng 2 Tết là sẽ có kem chưng nha, rất là nhiều trái nè. Khoảng chắc tháng 2 đó cả nhà, tháng 2 là sẽ ăn được. Cũng được quá cả nhà hả? Tết là nó đẹp lắm á. Bây giờ có cây táo này nè, sóc nó đến nó ăn nè. Coi nè, mấy anh sóc phá không, ăn hết mấy trái bự luôn. Bây giờ còn lại mấy trái nhỏ nhỏ không à. Hôm nay mình hái hết luôn. Bây giờ mình ôi cha, mình sẽ hái trái nè. Còn mấy trái nó vừa vừa thì mình hái hết. Không là mấy bạn sóc cứ đến ăn từ từ thôi à. Táo này ngọt lắm. Nhà mình có hai cây thì cái cây này nó ngọt lắm, còn cái cây bên kia thì nó có 5 giống, nó lai thì nó hơi chua. Rồi, tại vì nó cũng có loại chua loại ngọt, nhưng mà bên đây là ngọt hết luôn, không có cái loại nào chua hết. Mà mấy bữa mình sẽ chăm lại cây táo này để năm sau nó sẽ có nhiều trái và nó bự hơn. Đi qua bứt ổi nha cả nhà. Đây là vườn rau của nhà mình nè. Đây là một ít bắp cải nè. Đây là bụi rau nhà mình trồng ở nhà. Còn ngoài kia thì mình cũng trồng nhiều lắm, nhưng mà đây là bông cải nè. Còn đây là bắp cải của nhà mình. Có ít su hào nữa. Bây giờ em quay sơ cái ổi nhà em cho cả nhà coi nha.
ổi đi cả nhà. Hôm nay ổi nó nhiều trái to lắm rồi, tại vì con sóc nó cũng đến nhiều lắm rồi đó, nên là mình phải tranh thủ ăn trước nó chứ không là mấy bữa không có cho mình ăn đâu. Cái này sóc đến ăn nhiều lắm. Trái đầy bự nè, trái này từ lần trước mình cũng không bứt nè. Cái này nó còn nhỏ, mình nó nặng quá nó cũng gãy cành hết luôn nè. Cả nhà thấy nó cũng ngon đó hả, tại vì nó nhiều quá nên là nó cũng không có bự lắm. Bớt mấy cái chùm này đi, không có nó nặng quá, nó nặng quá nó gãy cành. Hái này chắc mang đi cho bớt chứ đâu có ăn nổi hết cái đám này. Mình mê ăn những trái cây như là vải nè, xoài nè. Nhưng mà nó thì mình không có mê lắm. Hồi xưa đi làm có cô bạn thích ăn ổi rồi bảo thích ăn thì mình trồng cho ăn. Mà bây giờ cô bạn mình đi mua qua tiểu bang Texas rồi, nên là bây giờ cái này bứt thì sẽ mang đi cho mấy bạn khác. Mà cũng nhiều trái ghê. Cái ổi này mình không có chăm nhiều đâu. Chỉ có điều là lâu lâu mình hay quét mấy cái lá cây á, cái mình ập vô cái gốc nó, rồi khi cái mùa nó ra hoa đó thì mình mới bón phân cho nó, chứ thường mình không chăm cho nó cái gì cả. Thường trái cây chăm nó cũng giống nhau thôi. Thì mình sẽ tìm một cái thời gian nào đó ngắn nhất để chia sẻ với các bạn nè cái cách để cho cái trái cây nó hạn chế rụng nha. Nhưng mà mình cần phải đi mua phân về để chia sẻ cho các bạn đó. Tại vì nó có nhiều cây thì nó không có ra hoa, nhưng mà có nhiều cây á, khi nó ra hoa thì nó lại rụng và không có đậu trái. Thì mỗi cái cây nó vào. Rồi có cây á, là khi mà nó ra trái, cái trái nó không có được nặng nước á, nó rất là nhẹ luôn. Thì mỗi cây nó bị mỗi bệnh khác nhau. Thì khi mình có thời gian thì mình sẽ làm để chia sẻ hết cho các bạn nha. Và bây giờ thì mình tiếp tục đi hái trái ổi nha. Cái này thì nó nặng quá rồi, phải hái bớt đi cho nó nhẹ. Coi trái nào nó bự bự, hái bớt đi cho nó nhẹ, chứ không có là nó nặng quá nó rụng hết. Đây còn trái nữa, chắc là bứt trái này nữa thôi chứ nhiều quá đâu ăn đâu có hết. Rổ mạnh một ít táo rồi, cái cầm trái gì nó không bứt cho hết luôn đi. Ok, chắc bằng đây được rồi á, chắc không ăn hết thôi. Bây giờ mình đi vô ăn thử cho các bạn coi nha. Tiện đây mình chia sẻ cho các bạn nha, mình mới mua được hai cây tắc Việt Nam ở Armstrong nè các bạn. Các bạn nhìn coi cây nó rất là khỏe luôn á. Mình mua cây này là 49 đồng 99, nói chung là 50 đô đi mà chưa có tính thuế. Thì mình mua được hai cây tắc với một cây quýt ở đây nè. Cây quýt này là cây Satsuma luôn, cây quýt Nhật. Còn cây này là nó tên là Golden Nugget, là cái trái giống Satsuma mà nó bự hơn, rồi dễ bóc, rồi không có hột mà ngọt nữa. Thì theo mình cây Golden Nugget là the best. Thì mình thích cây này thì mình mới mua thêm hai cây quýt. Cần hai cây tắc thì mình sẽ trồng ở trong chậu. Rồi mình sẽ, đây là cây bơ, mình cũng mua ở đó luôn. Cây bơ này thì không biết bao nhiêu, 49 đồng 99 cho 50 đô đi. Cây xoài mình cũng mua cây xoài ở đó luôn. Thì cái xoài nó không có đẹp mấy, thì cái giống xoài nó tên là xoài Kit. Cái giống xoài này thì nó rất là phổ biến ở bên Mỹ. Thì nhà mình có 3 giống xoài rồi, một giống xoài của Thái Lan, một giống xoài của Malaysia, một giống xoài của Philippines. Thì mình đọc cái giống này nó rất phổ biến ở Florida và được rất là phát triển tốt ở bên Mỹ. Này, những cái cây này mình mua đó
thì nó khoảng 50 đô thôi, mà của Armstrong. Nếu bạn nào kỳ này Armstrong nó mới về rất là nhiều hàng này, thì các bạn nào ở gần Armstrong thì mình điện hỏi coi là nó có hàng cây quýt không, tại cái này là cái giống quýt Việt Nam nè, trái tròn nè, lâu lắm rồi mình không có thấy cái giống này bán đó, nhưng mà hiện giờ thì Armstrong nó có bán. Thì bạn nào ở gần Armstrong thì mình hỏi mua nha. Armstrong thì bán cây rất là rẻ, nói chung là cây nó không phải là rẻ như Home Depot or Lowe's, mà cây của nó thì nói chung là lifetime warranty, là khi nào mà cái cây của các bạn trồng chết mà các bạn còn receive á, các bạn có thể mang return trả lại thì người ta sẽ trả tiền lại cho các bạn hoặc trả cho các bạn một cây mới. Thì mình thích Armstrong lắm, tại vì cây của nó trồng á thì rất là khỏe luôn, và cũng không có khó, nói chung là cái cây của nó rất là tốt luôn á. Thì mình hay canh ở đó mình mua, nhưng mà có nhiều cái cây thì mấy cái cây nhiệt đới đó thì ở đó nó không có bán, thì mình mua ở những cái chợ Việt Nam. Còn như là tắc nè, bưởi nè, hay là cam quýt thì mình mua ở đó thì nó sẽ rẻ và rất là tốt ha. Gọi là cây abiu. Cây này là bên Việt Nam mình nó gọi là cây vú sữa hoàng kim á các bạn. Mình rất là muốn cái cây này từ lâu rồi, thì hôm bữa bạn mình đi Florida mua và mang về cho mình á, thì mua bên đó thì rẻ có 60 đô thôi. Cây sabuche, cây này gọi là cây sabuche ở Việt Nam mình, mà cái giống Alano thì hôm bữa mình mới mua nhưng mà chưa có trồng, thì mình đợi khoảng tháng 3 tháng 4 thì mình sẽ cho nó xuống đất. Cây này thì mình mua hơn 100 đô ở Magnolia Nursery, thì mình cũng không nhớ cái giá chính xác nữa. Rồi tiện thể đây mình nói về ba cái cây húng quế này nha. Hôm bữa video trước mình có chia sẻ với các bạn, đây là ba cái cây húng quế mà hôm bữa mình có chia sẻ với các bạn cách dâm cành húng quế rất là dễ lên và không có chết. Thì đây là hôm bữa mình có chia sẻ cái cách dâm cành, nếu các bạn nào thích thì vô đó coi lại nha. Thì đây là ba cây mình dâm và đã lên hết rồi, thành công. Nói chung là theo cái cách này thì cái tỷ lệ sống nó hầu như là 99.9%, không có bị chết các bạn. Đây là hai rổ trái cây mình với các bạn vừa mới đi thu hoạch xong. Mình được một rổ ổi nè, với quýt với lại táo. Thì hôm bữa mình có ăn thử những trái cây trong vườn nhà mình hết rồi, trừ trái quýt. Tại bữa mình chưa có ăn thử trái quýt cho các bạn coi đó. Thì hôm nay mình sẽ thử cái trái quýt nhà mình cho các bạn coi nha. Cái loại quýt này nó rất là dễ bóc luôn nè các bạn. Đây nó như vậy nè. Đây là một loại quýt của Nhật nha, rất là ngon. Nhưng mà trái nó medium size, không phải trái nó là size vừa, size trung chứ không phải là size bự. Nếu các bạn muốn trồng cái quýt mà size bự thì các bạn mua cái giống nó gọi là golden nugget nha. Nói chung là cái loại này là size nhỏ nha các bạn. Mời các bạn ăn quýt nha. Anh muốn thử ăn không? Cái cây mà quýt đường á thì nó chín vào hồi Tết các bạn, không phải tháng này đâu. Mình mới mua một cây nữa rồi, mình sẽ trồng thêm, không biết trồng ở đâu nữa, chắc trồng ở trong chậu á các bạn. Video của mình từ nãy giờ đi thu hoạch trái cây với các bạn đến đây xin tạm dừng nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thích kênh của mình thì xin vui lòng nhấn like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn các bạn ở những video sau.